cao cấp Jinsu mới thơm ngon tới giọt cuối cùng. Jinsu Food. Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần. Trong cuộc đời của mỗi con người đều có thời khắc tỏa sáng với những dấu son đáng nhớ, thời khắc tươi đẹp nhất, thời khắc hạnh phúc nhất, thời khắc huy hoàng nhất. Với tôi mà nói, chính là ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ quá mong manh, bởi vì tôi đã gặp được cô gái này. Hôm nay chị đẹp quá. Bây giờ chị đang hạnh phúc, phải không? Đúng vậy, chị đang rất hạnh phúc. Một ngày nào đó em cũng sẽ tỏa sáng như chị. Lúc đó em sẽ hiểu tại sao chị làm như vậy. Em nghe. Em biết rồi. Phục trang đã tới rồi ạ. Chị qua thử đồ đi. Em đi lấy giày cho chị. Jennifer, xin trân trọng giới thiệu hàng mới nóng hổi đến từ nhà thiết kế Yi Song Chin. Bộ váy hoàn toàn được làm thủ công, mất cả tháng trời để lên form và đính kết những hạt pha lê tinh xảo. Và đặc biệt, chỉ có một chiếc duy nhất. Bao nhiêu? Một. Giữa.
mình xứng đáng có được chiếc váy này. Vương miện này là của mình. You are the queen tonight. Hình như chị có điện thoại hay sao ấy. Chắc là phóng viên lại gọi để phỏng vấn chị đấy. Này, này. Sao đây hả chị? Ra ngoài. Ủa alo. Ra ngoài ngay. Ra thì ra. Ghét ghê cơ. À mà cuối cùng có mua váy cho em không? Ra ngay. Hình như là anh Thư. Anh muốn gì? 30 phút nữa không tới, cả nước sẽ biết cái chuyện xấu xa của em, hiểu chưa? Lễ trao giải mà cô ta còn đi đâu vậy nè? Rời khỏi đó giờ này chắc là có chuyện lớn rồi. Sắp tóm được đuôi con hồ ly này rồi. Đang ở đâu hả? Anh đâu rồi? Mau ra đây đi! Anh có nghe không? Ra ngay chết tôi! Có nghe không hả? Anh đang ở đâu hả? Nguyễn Minh Khuê! Nguyễn Minh Khuê! Cái tên đẹp quá! Anh đang gọi ai vậy? Lâu quá không ai kêu tên, cho nên quên mất tên cha sanh mẹ đẻ luôn à. Anh cũng phải, 30 năm rồi còn gì nữa.
Có đem theo cái này. Anh nghĩ là em nhìn thấy là em sẽ nhớ ra liền. Quay. Nguyễn Minh Khuê. Cha là Nguyễn Văn Khải. Mẹ là Võ Thị Diễm. Ngày 26 tháng 10 năm 1990 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Và theo như kết quả điều tra thì... Tại sao anh làm này với tôi hả? Tôi đã làm gì sai với anh? Bây giờ em là người nổi tiếng rồi, la lối sùm vậy ai nghe được sao? Tất cả bí mật nó nằm trong này. Một là anh đưa nó cho em. Hai là anh đưa hết cho nhà báo. Quay. Khó khăn lắm anh mới kiếm được cái này, biết chưa? Anh cũng già đi làm lụng không có nổi nữa. Anh ấy em nuôi anh nha. Anh muốn bao nhiêu hả? 500 triệu. Nghĩ sao mà một cái bí mật lớn như vậy mà em trả giá bèo quá vậy? Nể tình nhau chút đi. Dù gì cũng là anh em sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi. 5 tỷ. Anh hứa sẽ đem theo cái bí mật này cho tới khi xuống mộ, được chưa? Đồ khốn! Anh đã làm gì cho cuộc đời tôi mà đòi dừng đó tiền hả? Anh là cái thái gì mà muốn hủy hoại cả tương lai của tôi hả? Anh biến đi! Không dùng biết! Đáng lý mày phải quỳ xuống đây nè! Mày cầu xin tao thì quả mãi nó còn suy nghĩ lại! Thiếu gì còn cần cái này hả? Không có gì đâu! Mày dám chửi tao hả? Mày cũng có khác gì tao không? Tao giết mày! Mày chết đi! Buông tôi ra! Buông ra! Tao cho mày chết! Buông ra! Tao cho mày chết! Mày chết đi! Đi chết đi! Con quỷ cái! Chết đi! Cứu tao vậy! Làm ơn cứu tao vậy! Cứu tao vậy! Làm ơn! Cứu anh! Cứu! Kéo! Kéo lên! Cứu lên! Làm ơn! Làm ơn! Thank you.
đi. Alo, alo. Dạ, dạ ở đây là. Cô. Alo, xin hỏi ai đầu dây vậy? Tôi có thể giúp gì không? Alo, alo. Kính thưa quý vị, để hòa chung không khí náo nhiệt của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý khán giả thưởng thức màn biểu diễn đầu tiên. Hãy cùng chào đón Sun Moon và nhóm Maniac với ca khúc I Know. Trong vòng em nói nhẹ như làn khói, vội vàng tan trong mưa bay. Sao tới giờ mẹ con vẫn chưa tới vậy? Giờ mẹ không nghe máy bố à? Bố đừng lo, dì chắc chắn sẽ tới kịp. Thiệt tình, suốt ngày đi làm mấy cái chuyện tào lao, chồng con thì quăng mà xó. Giờ này bà đi đâu được hả trời? Nếu như thực sự bà đang ngất xỉu ở đâu đó thì ai, là ai sẽ là người lên nhận giải chứ? Là ai? Là ai? Là tôi. Chế có thể mặc bộ đồ này lên nhận giải được. Đi chuẩn bị, đi chuẩn bị, đi chuẩn bị. Ôi, đi chuẩn bị đâu rồi, ôi, lên nhận giải. Chắc chị ấy gặp chuyện gì thật rồi. Bí mật nó nằm trong này. Một là đưa nó cho em, hai là đưa hết cho nhà báo. Cho dù có ai hỏi con cũng không nhớ tên tuổi gì hết. Con nhớ chưa? Đi đi mà, đi vô đi. Đi đi con, đi đi. Đi đi con, đi đi. Đi đi, đi. Alo. Chị đang ở đâu vậy? Lễ trao giải bắt đầu rồi nè. Lễ trao giải. Chị biết rồi, chị sẽ quay lại liền. Cản đường mình nữa, không có chuyện gì xảy ra hết.
cảm ơn. Mình làm cái gì mà giờ mới tới vậy? Một lát nữa em kể cho mình nghe. Sắp có kịch hay cho mình coi rồi đó. Sao sáng kia tên gì vậy mẹ? Đó là sao Khuê, vì sao của ánh sáng và trí tuệ. Tên của con cũng đặt theo giống như tên của vì sao đó, Nguyễn Minh Khuê. Vậy con cũng muốn được tỏa sáng giống như vậy, có được không mẹ? Được chứ, nhất định một ngày nào đó con gái của mẹ sẽ được tỏa sáng giống như vì sao đó. Mẹ sai rồi. Cho dù con có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không bao giờ tỏa sáng như ngôi sao kia được. Kết thúc rồi mẹ ơi. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng đến với giải thưởng cho hạng mục người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Thưa quý vị, có tới 5 đề cử cho hạng mục này. Tất cả đều là những gương mặt ưu tú đã cống hiến cho khán giả những show truyền hình hấp dẫn và đầy bổ ích. Và bây giờ xin được phép mời nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, người đã giành được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả qua các vai diễn trong năm vừa qua, lên trao giải cho người chiến thắng. Xin mời chị. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây, trong tay của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên đang là kết quả của người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Sẽ là ai đây? Xin mời chị Mỹ Duyên công bố ạ. Xin cảm ơn. Dạ, chị Anh Thư vừa tới, chị đang chuẩn bị ạ. Thật sự bây giờ Duyên Trang rất là hồi hộp, không biết rằng là ai sẽ là người đoạt giải trong hạng mục này. Và xin phép cho Duyên được mở phong thư để mà công bố kết quả nha. Và người chiến thắng hạng mục, người dẫn chương trình được yêu thích nhất chính là MC Nguyễn Anh Thư của chương trình Thư Show. Xin chúc mừng. Với vai trò là người dẫn chương trình của Thư Show, anh Thư đã luôn giúp cho chương trình đạt được top trending và khiến cho mạng xã hội phải bùng nổ sau mỗi lần phát sóng. Và anh Thư hiện nay đang là MC được yêu mến nhất. Và xin mời MC anh Thư. Và một lần nữa xin mời MC Anh Thư bước lên sân khấu để nhận giải người dẫn chương trình được yêu thích nhất ạ. Thưa quý vị, có lẽ có sự cố nên... Ngay bây giờ xin mời MC Anh Thư chia sẻ cảm xúc hiện tại với tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho tôi thật nhiều trong thời gian qua. Để bây giờ tôi có thể đứng ở đây, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã yêu thương và ủng hộ tôi. Và nếu lỡ tôi có làm sai chuyện gì, xin hãy tha thứ cho tôi. Dạ kính thưa, quả là luôn như vậy, khiêm tốn và nhã nhặn. Như vậy thì hỏi làm sao mà khán giả không yêu quý MC Anh Thư được cơ chứ?
đúng không? Đúng vậy, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho MC Anh Thư. Thưa quý vị, từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ tôi có thể làm tốt tất cả mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng trong thời gian làm MC của Thư Show, tôi đã may mắn gặp được một cộng sự tuyệt vời. Hôm nay tôi muốn được chia sẻ niềm vui này với người cộng sự ấy. Trúc Mai, lên sân khấu với chị đi. Mời Trúc Mai tiến lên sân khấu. Cảm ơn em đã đồng hành với chị trong suốt thời gian qua. Ngôi sao chính là biểu tượng mà tôi thích nhất. Nó tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ. Nhưng một ngôi sao dù có rực rỡ thế nào thì khi mặt trời lên, ánh sáng đó cũng phải vụt tắt. Cho nên vào giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, tôi quyết định rút lui khỏi công việc MC. Tôi thật sự hy vọng học trò của tôi, cộng sự của tôi, Trúc Mai sẽ tiếp nhận vị trí này. Cái thứ kịch hay mà mình bảo nó là đây đó. Con bé nó điên rồi, đang yên đang lành lại muốn gây chuyện. Một ngôi sao không thể tự nhiên vụt tắt mà không có lý do. Mình cứ chờ xem, kịch hay còn dài. Dạ thưa mọi người, đây quả là một quyết định đầy bất ngờ. Trúc Mai là MC triển vọng, nên nếu được, xin quý vị hãy dành tình cảm và sự ủng hộ nhiều hơn cho cô ấy. Dạ, tôi là phóng viên đến từ tạp chí Thịnh Vượng. Hôm nay tôi có hẹn đến phỏng vấn ông Quang Hải à. Dạ. Biệt thự bự thiệt á chị. Nghe nói hồi xưa ông này cho vay nặng lãi đúng không chị? Nè, cẩn thận cái miệng của cậu đi. Cậu có biết mỗi năm á, Tinh Hoa Group tài trợ cho tạp chí của mình bao nhiêu tiền không? Dạ. Xin chào, anh chị đến sớm thật đấy, vất vả quá cơ. Xin mời anh chị vào trong nhà. Dạ. Đang lúc kẹt xe
Mà anh chị cũng chịu khó đi quá ha. Tới ngay bữa sáng luôn. Dạ vậy hả? Dạ chào anh chị. Anh chị đây có phải là vợ và con trai của anh Quang Hải không ạ? Ở ngoài này nắng quá cơ. Mời anh chị vào trong nhà uống nước đã. Dạ. Xin mời, xin mời. Wow. Đẹp quá. Chị, chắc là em xin phép chị cho em lên thêm một bài nữa nha, về nội thất của căn biệt thự. Thoải mái đi, cứ viết cả 10 bài còn không hết à. Nội thất của căn biệt thự này đắt lắm đó, tiền tỷ không à. Dạ em biết mà. Chào cô Minh Châu, cô tới sớm ha. Dạ chào anh. Anh lúc nào cũng phong độ hết. Toàn đồ vợ tôi chọn đó, vợ tôi có con mắt thẩm mỹ lắm. Nhìn chị nhà là em biết chị nhà có con mắt tinh tế dữ lắm. Em mới vừa khen nhà của anh chị nè. Chị nhà nào? Dạ đây. Đây là mẹ vợ tôi mà. Vợ tôi trẻ hơn nhiều. Ý anh là tôi già ấy hả? Tôi chỉ hơn anh có 3 tuổi thôi đó. Con xin lỗi bà. Con xin lỗi cô. Con bất cẩn quá. Chắc là cuối buổi này em xin phép chụp toàn thể thành viên trong gia đình của mình. Không biết anh đây có phải là... Đây là em vợ tôi. Để tôi kêu hai thằng con trai tôi về. Dạ. Xin phép ạ. Mình à. Đây, xin trân trọng giới thiệu. Đây là vợ tôi, quý cô Trà My. Chào cô cậu. Dạ, chào chị. Người ta thường nói giàu vì bạn, sang vì vợ. Cứ nhìn thấy vợ tôi là đủ thấy tôi sang rồi. Mình à, ai lại tiếp khách mà để cho khách đứng như vậy bao giờ. Mời cô cậu qua bên đây uống nước nha. Mời. Con à, lát nữa có buổi chụp hình đó. Mẹ mặc như thế này được chưa? Dạ đẹp lắm mẹ. Nhưng mà mẹ thấy cái màu này nó vẫn cứ tối tối. Để mẹ lên mẹ thay bộ khác nha. Mời. Dạ. Dạ, chúc mừng anh lại một lần nữa đạt được giải thưởng doanh nhân của năm. Nếu không phải là anh thì năm nay không có ai đủ tầm mà có được nó đâu. Cảm ơn cô. Cúp vàng đẹp thật. Nhưng mà giá như có tiền vẫn hay hơn. Thôi mời mọi người ăn bánh uống trà đi. Dạ. Uống nước đi. Mời anh chị. Mời. Trà ngon quá. Cô tinh thật đấy. Nhà này xài toàn đồ đắt tiền đấy, cho nên ngon là phải thôi. Mình cứ nói giỡn hoài. Đây là loại trà được trồng ở cao nguyên Sri Lanka và được hái thủ công bởi các chuyên gia. Đặc biệt là phải được hái trước bình minh, phải lựa chọn những cái búp trà rất là ngon và kỹ lưỡng, rồi được đem phơi trên vải nhung cho đến khi chuyển qua màu vàng. Cho nên khi mình uống, cô sẽ cảm nhận được cái vị thanh nhẹ và có một cái mùi thoang thoảng của trái cây. Đó cũng là nét đặc trưng của loại trà này. Đúng là phải am hiểu tường tận và tinh tế giống như chị thì mới có thể thưởng thức trà ngon như vậy một cách trọn vẹn. Hôm nay tụi em mở mang tầm mắt nhiều lắm. Vợ tôi là tiểu thư xài thành gốc ấy, hiểu biết rộng lắm. Cô ấy chịu lấy tôi là tôi cũng bất ngờ lắm đó. Sao mình lại nói như vậy? Anh Hải là một người hết mực yêu thương gia đình, là một người cha đáng kính và là một người con rể rất có hiếu. Tôi rất là may mắn khi có được một người chồng giống như anh. Tụi em rất là ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị. Theo em được biết á, là con trai cả của anh đang là giám đốc điều hành của Tinh Hoa F&B đúng không ạ? Hải Đăng, nó hiện giờ đang quản lý công ty rất tốt. Nhưng mà thôi, mình nói luôn đi cho hay. Chắc cô cũng biết Hải Đăng là con của vợ trước anh Hải. Nhưng mà tôi coi Hải Đăng như là con ruột của mình. Chứng kiến hành trình trưởng thành của Hải Đăng, tôi thấy Hải Đăng là một người thông minh, bản lĩnh, nhưng đồng thời cũng là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng và ấm áp.
Anh nghe cậu ơi, bố còn kêu con về có chuyện gấp kìa. Hình như là có cuộc phỏng vấn của báo gì đó. Con biết rồi. Phiền thật đấy. Sao cứ thích trở mặt ra cho thiên hạ người ta đàm tiếu thế nhỉ? Ủa anh phải đi rồi hả? Ừ. Anh về nhà có việc. Anh ở lại thêm xíu nữa đi, em có chuyện muốn nói với anh. Anh, em phải chờ tới khi nào nữa? Em không muốn đóng phim nữa đâu. Em muốn từ bỏ tất cả để làm vợ của anh. Hay là anh nói chuyện của tụi mình cho bố biết đi. Anh đi đây. Anh à, khoan, em có cái này muốn cho anh xem nè. Tin tin. Anh mở ra xem đi. Ngạc nhiên chưa? Em được 4 tuần rồi đó. À, ủa anh, em nói với anh là em có con với anh mà. Ừ, anh chịu trách nhiệm đi. Hay là mình cưới liền nha. Anh đã nói rõ với em ngay từ đầu. Nếu em nhắc đến việc kết hôn, mối quan hệ của chúng ta kết thúc. Anh, mà... Anh thắt ống dẫn tinh lâu rồi. Trên đời này anh ghét nhất là lấy vợ, đẻ con. Nên anh đã làm phẫu thuật. Cái này... em đi tìm người khác nhé. Đừng bắt anh phải đổ vỏ. Nói với cô Quỳnh, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Cũng đừng đến công ty. Ừ. Cứ đèo vào cho chắc vậy. Tránh những con mèo thích đâm đầu vào phô mai. Qua lời kể của chị thì anh ấy đúng là một người đàn ông có trách nhiệm. Đúng chuẩn chồng nhà người ta rồi. Chắc là hai anh chị hãnh diện về ảnh lắm đúng không ạ? À? Vậy còn cậu Út thì sao ạ? À? À, nó là Đăng Khoa. À, để tôi nói luôn, thằng bé cao ráo, đẹp trai, à, thông minh lắm. Tôi thì không được chuẩn bằng vợ, cho nên là chắc là nó được hưởng cái gen của mẹ nó. Cho nên là thằng bé hoàn hảo luôn. Nó tốt nghiệp đại học y và hiện giờ đang là bác sĩ trẻ của khoa thẩm mỹ bệnh viện Vĩnh Yên. Thằng bé chắc chắn sẽ là bác sĩ giỏi. Sau này các cô mà có muốn nó chỉnh sửa là chắc xếp hàng dài dài luôn. Nghĩ phụ nữ cũng lạ ha, tốn tiền ăn sơn hào hải vị rồi bây giờ lại tốn tiền đi hút mỡ. Mà thôi cũng kệ, nhờ vậy mình mới kiếm được tiền. Xong, bắt đầu. Xong. Khoa. Dạ. Làm thử cho chú coi coi. Làm thử một lần cho chú coi. Con tính đứng nhìn cho tới bao giờ. Làm nhanh đi. Nhanh lên. Để cho nó làm. Ấn mạnh vô. Đây nè, nhấn vô đây. Nhấn mạnh vô. Mở con mắt to lên. Ấn mạnh vô. Mạnh nó mới tốt. Mạnh lên. Ừ. Nhấn mạnh vô. Mạnh nữa. Mạnh mới tốt. Nữa. Cứ như vậy, làm sao mà làm chồng con gái của mình được đây? Dạ chào giám đốc.
Bác sĩ Khoa mổ xong chưa? Dạ rồi ạ. Cái bằng của cậu tốt nghiệp thiệt hay là mua bằng vậy? Ông này tào lao cái gì? Con có sao không? Dạ, dạ không chào cô. Dạ, con ổn. Nếu con ổn á thì con đi về nhà đi. Bố con nói đang có chụp hình tạp chí gì cần con về gấp á. Dạ. Bố con hả? Con lái xe nổi không? Bố là nguồn động lực lớn để tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Với tôi, bố là người cha vĩ đại nhất. Thế còn con, bác sĩ Khoa? Dạ, bố của con là một người rất là yêu thương gia đình. Con cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình đầy tình yêu thương của bố và mẹ. Yeah. Nhân đây, con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người đã sinh ra con, người mà con vô cùng ngưỡng mộ. Vợ và hai con trai tôi là niềm tự hào và là động lực của tôi. Có gia đình bên cạnh đảm bảo tôi có đủ sức mạnh để đưa tinh hoa F&B ngày càng phát triển. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em xin phép gia đình mình cho em xin một vài bức ảnh được không ạ? Được. Chắc mình chụp ngay bên đây luôn đi ha. Mình ra đây. Rồi anh đứng bên đây nha. Rồi, cả nhà mình cùng cười nha. Một, hai, ba. Tập đoàn Tinh Hoa. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Tập đoàn F&B nào có uy tín và tiềm năng không? Đây là chủ tịch của Tinh Hoa Group. Họ kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng mà lĩnh vực thành công nhất của họ là lĩnh vực F&B. Họ còn sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng nữa. Nghe đâu là sắp tới họ cũng định mở rộng kinh doanh ra cả nước ngoài nữa. Dạ. Hôm nay vợ chồng em Hoa thì cũng muốn bàn chuyện đám cưới của hai đứa nó. Đám cưới? Sao gấp quá vậy cô? Tụi con cũng mấy năm không gặp nhau rồi mà. Hoa, Quyên đang nói chưa xong mà, con đừng có như vậy chứ. Tuy là ít gặp nhau, nhưng mà hồi nhỏ hai đứa con thân lắm. Ba mẹ bị sao vậy? Con mới có 20 tuổi hả? Có chồng gì? Ba! Cho tôi điên quá! Đến thứ Tư hàng tuần